thì đi số 5 cũng được đúng không? Qua đấy cũng được 2, 2, 3. Chỉ số cá thì còn biết. Kết à? Đánh câu ốc à? Để đéo nó sẽ xanh rồi mà nó. Chính vì nó suốt ngày gọi điện cho anh hôm qua mà ông nói mất con chấm đen mẹ luôn đấy. Yêu cầu xuống hết những cái đồ đấy rồi mình không một túi mình cút hết nào. Đấy cám cá này. À, bột tôm nha. Kurufi. Thật ra là dùng tôm lạnh nó cũng rất là ok. Tôm này nó tươi hơn. Tôm lạnh tươi hơn nhỉ? Ừ. Thực ra nó cũng chỉ là những cái nguyên liệu này, đúng không? Nhưng mà cái này là bột khô nó chín, cái kia là sống. Đấy là phân biệt là hai cái vấn đề này. Phân biệt là hai cái vấn đề là một cái là chín và một cái là sống quá. Đi đâu phải cố gắng là suy nghĩ cám cá của hồ là đẹp nhất. Chứ không phải bảo là cái cám của người ta thần thánh. Mới một chỗ là người ta ăn kiểu là thì câu ấy giống như người này, người châu Âu nó ăn gì, đúng không? Người châu Á nó ăn gì, đúng không? Người như con cá biết nó ăn gì. Thế chứ mẹ nó, ví dụ một số hồ thi đấu này thì mẹ hàng ngày nó câu cái mùi đấy rồi. Mày thiếu cái mùi đấy, tối mày câu được nó đấy. Nó quen, ăn quen cái mùi đấy. Thì mẹ nó là thế đấy. Nó quen cái vị đấy thôi. Nó chỉ ăn cá đấy thôi. Đấy, cho nên nó dị thế, cho nên có một số thần hồn nó ở khu đấy nó làm vua làm bá. Sau đó đi hồ khác nó xịt. Hiểu chưa? Mẹ nó vào học lại thôi. Chứ không, nó làm vô làm bá thì ví dụ cao thủ này người ta tiến chỗ đấy là người ta chỉ cần một thời gian người ta quen. Đúng không? Mình đi câu hồ gì của mình cũng phải đi câu thi đấu. Nên cái mùi nó phải có tổ tan cao. Nhưng mà tan nó phải vẫn phải dính lưỡi. Con cá nó ăn chậm lắm. Nó cũng không phải là đi câu thi đấu đâu. Câu thi đấu nó cứ giá nó phải tan thế này tan thế. Tịp mẹ nó không. Ở đây thì mẹ nó tan nhanh quá làm đéo thì được. Con cá nó đã được ăn đéo đâu mà tan. Xuống đến đấy tan mẹ hết rồi nó còn chưa ăn. Thế thì còn hai cái lưỡi không ở đấy câu à. Nhưng mà nó cứ thích kéo cái chỉ lên trên này. Người ta không biết kéo cái chỉ lên trên này cái ý nghĩa gì. Nhưng mà thích kiểu đấy, tốt nhất là một cái thẻo dài hơn, đỡ phải kéo chỉ. Mày đi ra ngoài mua ra mấy cái thanh long ruột đổ đấy. Này điểm em hay khẩy ru đấy. À, anh nghe nói rồi cho nên là anh hãng ở đây tìm về xem đúng không. Thế là không nó ăn không thấy nó đéo ăn em hiểu không? Anh ơi, anh Văn đủ sẵn rồi cứ vào câu thôi. Ké ổ. Nhà mày phải sau dầu thế mà nhà tao đéo dầu được. Chết. Ra cái hỏi ăn ngay. Chưa lắp vật. Báo cá. Chưa lắp vật. Có dâu nướng rồi. Đã vật cá nào? Vật cá nào ơi? Nhanh lên. Đi câu cá chả mang vợt, chả mang giỏ, chả mang gì hết. Đen rồi. Con này về đầu bãi. Lì này đen rồi. Đen. Đen rồi các bác ạ. Ui dồi ôi, chết. Ôi trời, ôi trời. Đừng có tiến nữa nhá. Chiếc à? Đen. Chiếc gì mà căng thế? Anh nhầm ấy. Bánh rô là, mồi rô là hay dính cá chấm nét đây kìa. Chấm nét hay dính rô đây kìa. Thằng nói con chép nhé. Thằng chấm đen nó lại thích ăn tôm à? Ui, tầm rồi. Một con gác rồi đấy. Bố mày đang nằm mày nối nhau vào đây. Trời bông ơi. Bắt thẻo ơi. Căng quá. Căng quá anh ạ. Ơ thế mang vợt ra lại mang vợt về à? Tại thằng Đức ấy mà mọi hôm có nhờ Đức nó vợt đâu. Chả em vợt thì ai vợt. Cái tức là chìm ở đây. Con này chắc là nợ con nãy của anh Văn chạy trong đây rồi. Lại đẹp trai nhất hồ. Từ sáng là chơi lên đúng không? Đấy, à chưa. Em có mong đánh mẹ đi con trôi. Trôi thì không chạy như này đâu, trôi nó chạy điên lắm. Này là chép rồi. Anh thì lúc nào anh chả đẹp trai nhất hồ, đi câu lúc nào cũng có vợ đi hộ tống này. Rô là mình chạy những cái lấp như này. Dây. Anh dần một phát cho nó bay sang một hồ vít đi anh. Là biết ngay con gì. Ôi lại bỏng. Đứt thẻo luôn. Đứt. Không đứt, không đứt. Không. Dạ. Em lái xe mà đi mua giấy hoa quả. Anh ăn không? Ăn đỏ. Ăn gì không? Uống nước mía không? Chị thấy lông đỏ. Uống nước mía không? Có. Em bây giờ đang rảnh nhất là gì đấy? Cho anh em thấy lông đỏ, cho anh em mình đỏ hết. Ông nói anh ăn thấy lông đỏ mà anh tự chọc thêm luôn đấy em. Anh thức rồi. Xử lý em mấy con cá này em không đi em thả xuống hồ bây giờ. Ôi giời ơi, cá to thật đấy. Đây rồi. Bảo dán à. Một đàn nhá. Dán lên ăn cho ngon nhá. Thế á? Sao tụi mình không ăn nhỉ? Đấy. Cho xin cá vào đấy. Cân 2. Tôi xin các vận nào. Cứ hỗ trợ. Cái thằng Bắc nó có vận, mình không có vận cả. Bắc rồi. Tôi sẽ check lên thế nào. Mới đét luôn. Đá là đá mới rồi. Nhớ cái mặt nha, thì nó sạm chậu luôn. Mỏm to. Đấy, anh Lưu, lý giả không có đi mua thanh long nhá. Dạ, cảm ơn nhá. Ôi, thì mẹ ăn quả thanh long đỏ nó khác hẳn. Vứt con dọng bên kia cũng được. Mua trong dọng bên em. Anh em ra mua thanh long đỏ đây nhá. Ăn phát khác hẳn đấy. Anh Trọng ơi. Anh Trọng ơi. Em có thanh long đỏ đây, ăn phát khác hẳn luôn đây. Báo cá. Alo. Alo. Khỏe mà, tới lúc lấy anh phải thả chứ. Hay là sốc. Không thì anh còn này vào mồm chắc luôn bắp không? Ăn bập mất hình luôn. Vào mồm mà. Chính là thương ra vào đi để anh ra ổ không lại tan ổ. Không ổ đúng không? Vào mồm mà. Rồi chứ em. Rồi. Bỏ này nhá. Anh đúng như gì sốc cũng chết, sốc biết dòng cũng chết hết. Rô Lando anh ạ, anh rô là chuyển rô thôi. Chép. Ôi giời ơi. Rắc ơi. Con này là con hôi. Sao em không xuống quay anh nhờ đâu. Chép. Cứ xuống quay lần nào là bong lần đấy. Mình đánh chấm 2 mà quên mất mình đang đánh 2 chấm. Lại hồn. Nhìn cái tăm từ lúc trước nhìn nó tăm chép. Ôi em ơi, phải tính. Đi hắn xong cái này đi. Tìm việc con há xui. Một hết thẻo rồi đấy anh ơi. Hả? Hết thẻo rồi đấy. Thế thì chịu rồi, hết thẻo rồi. Không có cái gì chọc à? Còn 1,5 thôi. Thì về thế thì có bằng gì đấy? Ở trong đấy rồi, không ra được. Cái này cái gì con? Cái cũ rồi. Ao! Cái gỡ được không? Ao! Thì về nó sâu lắm. Đồ đồ. Thấy câu chuẩn không? Mẹ cái quăng đi. Ôi bị phản nhỉ? Chết cái sao ấy. Chép à? Vui phết nhở. Ra này hương liệu của anh có mật khoai không? Anh không dùng mật khoai. Tại vì anh dùng cái khác thì anh không dùng đến mật khoai nữa. Cần nữa không anh? Cần chứ. Không cần anh bảo em làm gì. Mà khi ấn phát này xuống nước nó sẽ tan rất là nhanh này, hiểu không? Mình không cần dùng lên bông tuyết hay là cái gì. Bông tuyết ok, mới thích dùng bông tuyết nhưng mà mình theo ý định của em phải thích làm này. Tất cả các hãng đều có bán showroom này, lại lưu tải tốt này, lại đan này, đúng không? Đúng không? Tìm điểm ơi, vãi nhà trường à, bảo anh xem điện thoại rồi. Ăn cả một đôi. Con này còn 9 cân đấy. Anh bắt được cửa hàng con thẻo đấy không? Hết không? Đấy bảo lặn từ cả Bắc lên bảo nếu mà tháng này rồi mà vẫn không có. 2 tháng rồi. Ai cũng thích cái thẻo đấy. Dài, dài bền. Đúng không? Anh không nhập nữa à? Anh còn thì về anh còn phải giấu đi này em biết không? Em dình 2 tháng rồi hỏi nó chả rồi có. Nhấp rồi đấy, nhấp rồi đấy. Đành. Úi giời, gieo một phần. Rồi làm đẹp thì mẹ mày cũng được. Giật lên cả con cắm mương hay có gì ở trên cái chép à? Giật bắn cả lên. Đâu anh hay tự biên tự diễn. Cầu một phát rồi thép mày bị thắng con cá vào. Đến chưa? Vâng. Anh sợ gì? Em có thổi phần ra đi. Anh sắp quay vào. Phanh. Phải phanh được vào lúc ra bờ. Cắn rồi nó cắn ai nó cắn. Cớm thế nhẹ con này. Em ơi sang đây nhanh đi. Xong đưa xuống, trong vừa xuống cho nó phi. Chết. Đúng đường chạy vào đúng không? Đón nó ăn ngay. Rồi, chúc mừng. Nó thành công rồi. Nó đâu đây anh bác? Đó với hồ. Vãi. Anh không chắc tôi phải dùng cái này. Cái này em phải giấu cá đi rồi, từ hồ đến nó mà ghét. Nó cứ giỏ gần chỗ anh kìa. Đúng rồi, bảo Tam tới đi, có cho ăn nào ngoan. Á thì mẹ xịt đập, vai cả trường. Ôi nổ cả 2 triệu. Ơ, nổ thèo rồi. Tại sao thế nhỉ? Bé thằng Cường này bọc thèo. Anh Đây có thanh long này. Bia mày. Mình téo đi cầm quả thanh long này thì mẹ nó téo ăn. Vai cái trưởng. Xem này đúng không? Nó theo chưa? Chạy đi đâu hả? Mẹ mày. Dám lửa mẹ mày. Cái hôm nay lửa đi về cứ như ra chỗ khác nó mà ăn. Bá phát rồi. Ăn quả thanh long rồi không ăn. Con này nó bé cũng to đâu. To đâu. Trong một góc dưới kia góc trên cá mới ở hết cả trên. Tất cả tập trung ở đây hết rồi. Đi tập trung vào đây. Đánh vươn. Nếu là cần 5 mét như 6 mét nhỉ? À đánh mình 5m4 đánh ra cái phong độ 6m3. Tìm thế. Sau đó giờ phát mình thả cần thôi, đúng không? Bên kia là giật cần không thả cần nhỉ? Ba yêu cầu anh em lên cá nhanh. Thật ra em cũng muốn lên nhanh lắm, giật phát hiện muốn sang đến hồ vít luôn đấy. À hóa ra khóc mới được. Bé. Khỏe đấy nhỉ. Cá đây khỏe mà, không yếu đâu. Cá như người cái cần đây. Cá như người cái cần đây. Cá nó khỏe. Cái này em dùng siêu và tập em. Không được, trôi chết gì. À, anh chồng này không tiếp đây này, hiệu quả lắm đấy. Đang khổ với khỏe đây. Em đang khổ với khỏe đây. Ôi mất chưa? Đấy chưa mà còn mất ạ. Bỏ quá. Dạ vâng ạ. Cái đấy. Cuối cùng lại mất rồi. Cứ phải đi nghe điện thoại làm cái đéo gì nó mới ăn cơ. Không mệt, các con cá lên điều đấy. Một là đi ăn đồ gì? Từ đáng, tôi nhanh được. Cầm mềm lắm. Đó là chụp dài nữa. Anh cân chỉ thế là vươn đúng không anh? Vươn chứ. Bây giờ cái mùi của anh nó không phải ở dưới phao đâu. Vâng, nó ở đoạn xa xa. Ở đầu xa. Cân chỉ vươn. Ôi thôi rồi. Trời. Đen rồi. Đấy cần rồi. Đây để cho vớt cho mày nuôi đi, đừng để nó phá anh em. Nó làm sao kìa? Bom rồi, hai con luôn. Bom rồi. Cá đâu? Cá đang dưới đó. Cá đâu? Đây, cá đang chạy. Đằng nào thì nó cũng gãy rồi. Vãi thật. Ôi ôi, cần này xanh đi rồi. Mày ra cho cần. Thôi đi đéo mà cái kiểu này nhỉ? Ê, đừng có lùi này anh, ra địa thôi kìa. Lấy cái vật. Lấy vật em ơi. Em ơi, lấy thêm cái cần ra này. Vãi cực kìa. Chép rồi. Đang bắt con trước rồi. Đấy mà mất rồi. Ôi. Kéo mạnh thế. Kéo đâu? Đang đưa về mà. Con chép rồi anh. Chép rồi. Anh Chính ơi, con chép nha. Ai trời ơi. Mấy này thứ ba rất là này. Tạch phát nổ luôn đốt ba. Cái này cái gì đấy anh? Cái này có đây long hả anh? E long. Đây anh em mang xe rùa đi chở cá về. Em hỏi anh đi đâu đấy? Anh đi đâu đấy? Anh đi chở cá. Sau đây là tiết mục bốc cá, lê xe. Chuyên nghiệp phết anh ạ. Rồi, đây. Cương lại chưa? Mà anh chưa trả đúng không? Em trả chưa? Thế thì chưa trả. Từ ra là tí, để đổ cá đó. Đây. Hôm qua ngày hôm nay. Con rô cũ đẹp lắm. Con rô cũ đẹp lắm em con. Này đúng không? Đây tôi xin con này về. Không xin sổ gì hết. Ăn con đấy không cho ăn. Bây giờ là thế nào? Thế nào cũng được. Không đi đâu, đổ xe. Cái này rô cũ này. Mang cái túi ra đây. Em ơi, mang cái túi ra đây.